cà phê những quả chín đỏ này đấy. Được một bao thôi, bao này thôi. Đây giã ra này, nó nhặt tay này, ui cha làm này đến bao giờ máy sát cho nhanh. Không Máy không sát này được, ít quá. ít quá này, không có máy sát các bạn. Thường ở đây là mỗi nhà sẽ có một cái máy máy xay sát cà phê riêng luôn. Cái nhà anh Trung có máy nhưng mà anh cất đi rồi. Ít quá, không phải vừa mới bê cất này. Ít quá không xay nổi. À ít quá, không được à? Không ạ, ít quá không được. À, là nó không bỏ dính máy. À được. Nó chục cân chứ mấy. Ừ. Mình làm đi chắc phải được 6 7 cân đấy. Ừ. 6 7 cân đi nhận được bao tiền nhỉ? Bao nhiêu tiền? 600 nghìn cả. Mình uống. Ừ, 600 nghìn công kinh nhé nhờ. Để mình uống chứ mà mình 600 nghìn mà vợ mình làm một tuần cũng được đấy nhỉ. Bán thì phí. Cà phê nhà làm để tự uống. Ngày ra cho cô Tú xay cho. Ừ, này mình sẽ mang ra nhà cô Tú, không có máy rang xay là mình sẽ xay được một mẻ. Đấy. Chất thì cũng chất bằng nhà chị thôi được nhưng mà cũng ừ. Già mà quả già mà nhà mình cũng để nguyên như thế mà. Nhưng mà nhà mình